Hello, xin chào, bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của D-Review. Và nếu như mà các bạn đang nghe thấy hoặc là sử dụng qua chiếc Redmi 6A của nhà Xiaomi thì có thể thấy với những gì mà chiếc máy này sở hữu từ hiệu năng, thiết kế vân vân thì với mức giá là chưa đến 2 triệu đồng thì phải công nhận là Xiaomi đã làm quá tốt. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ và đến bây giờ chúng ta sẽ đón nhận một phiên bản hoàn hảo hơn, được nâng cấp toàn diện hơn nhờ chiếc Redmi C2 với mức giá chưa đến 3 triệu đồng. Và hiện tại thì Redmi C2 đã bắt đầu được mở bán tại Việt Nam nên di động thông minh sẽ gửi tới các bạn một chương trình đặt hàng trước với nhiều ưu đãi như sau. Về mức giá dự kiến của Redmi C2, chính hãng cho phiên bản 2GB 16GB bộ nhớ trong sẽ có mức giá là 2.790.000 đồng, còn phiên bản bộ nhớ 3GB 32GB bộ nhớ trong thì sẽ là 3.690.000 đồng. Và ưu đãi khi mà các bạn đặt cọc cho chiếc máy này với số tiền là 300.000 đồng thì các bạn sẽ nhận được những cái phần quà như sau: tặng tai nghe Bluetooth Sport V4.1 cao cấp trị giá 250.000 đồng sẽ không được trừ vào giá bán khi mà các bạn không nhận phần quà này. Ngoài ra thì một phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng khi mua bản 16GB sẽ khiến giá máy bán chỉ còn 2.690.000 đồng. Phiếu mua hàng 200.000 đồng khi mà các bạn mua phiên bản 32GB sẽ khiến giá của chiếc máy này chỉ còn 3.490.000 đồng và đi kèm với đó là chương trình trả góp lãi suất 0%. Thời gian đặt hàng sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019 và thời gian trả hàng sẽ dự kiến từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về chiếc Redmi C2 xem là nó có những cái điểm gì thú vị. Đầu tiên thì phải nói đến về phần thiết kế là điểm Redmi C2 làm rất tốt. Mặc dù được gia công bằng chất liệu hoàn toàn bằng nhựa nhưng những đường nét kim cương ở mặt lưng máy có thể sẽ khiến các bạn trẻ như mình vô cùng thích thú. Redmi đã giúp chiếc máy này trông đỡ nhàm chán hơn và tạo được hiệu ứng thị giác tốt hơn so với những cái sản phẩm vỏ nhựa khác trên thị trường. Tuy nhiên, để có được mặt lưng thoáng đãng như vậy thì hãng đã loại bỏ hoàn toàn cảm biến vân tay. Chính vì vậy, đây cũng là điểm mà Redmi C2 làm mình hoàn toàn hài lòng. Bởi vì đó là những điểm mà từ phía Xiaomi luôn thiếu chỉnh chu trong quá trình thiết kế smartphone của mình. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải chờ xem là mở khóa bằng khuôn mặt trên Redmi C2 có nhanh và nhạy hay không. Mặt trước của máy cũng đi theo xu hướng màn hình giọt nước thời thượng để có thể tối ưu được diện tích sử dụng trên màn hình có kích thước khá là ok, lên đến 6.1 inch. Độ phân giải là HD+ và tấm nền sử dụng là IPS LCD. Về hiệu năng thì máy được trang bị con chip MediaTek P22, đi kèm với đó là 2GB, bộ nhớ trong là 16GB như mình đã chia sẻ ở đầu video. Đánh giá sơ qua về con chip P22 thì đây không phải là một con chip khỏe để có thể chiến được mượt những cái tựa game yêu cầu cấu hình cao, nhưng chúng ta vẫn có thể chơi ở mức đồ họa trung bình đối với cả tựa game liên quân mobile ở mức 30fps. Về dung lượng pin thì là điều Redmi C2 làm tốt hơn chiếc Redmi 6A rất nhiều khi có dung lượng là 4.000 mAh. Đây là một dung lượng khá phổ biến ở thời điểm hiện tại khi mà các bạn có thể thấy là những chiếc máy giá rẻ tầm trung nên nắm bắt được tâm lý người dùng khá là tốt này thì Redmi C2 cũng được trang bị một viên pin có một dung lượng lớn như vậy. Về camera thì máy có cảm biến chính là 13 MP, thêm một cảm biến phụ 2 MP để đo độ sâu trường ảnh, tạo nên những bức ảnh xóa phông chân dung rất là ảo diệu và phù hợp với những bạn đang có nhu cầu sống ảo trên mạng xã hội. Như vậy, với số tiền đặt cọc là 300.000 đồng thì các bạn đã có thể sở hữu một chiếc máy giá rẻ đến từ Redmi, đi kèm với rất nhiều những cái phần quà và ưu đãi hấp dẫn từ phiếu mua hàng giảm giá hay là tai nghe Bluetooth. Link đặt hàng thì mình sẽ gắn kèm ở phần mô tả của video cho các bạn quan tâm. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye!